Sơn Tùng Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Quan Công Ngự Rồng, được làm từ chất liệu gỗ hương đá hàng liền 99% các bác nha. Tác phẩm có mã TQC027, có kích thước cao 1m48, ngang là 38 và sâu 21, hiện tại còn nặng 48kg, có giá bán bên em là 17 triệu đồng cho tác phẩm này. Bức tượng Quan Công Cưỡi Rồng là bức tượng gỗ phong thủy trấn trạch độc đáo hàng đầu trong hệ thống các mẫu tượng Quan Công. Tượng Quan Công có khá là nhiều những cái hình thế khác nhau như Quan Công đứng, Quan Công xách đao, Quan Công cưỡi ngựa hay là Quan Công trấn trạch hay là ngồi đọc sách. Và trong đó thì mẫu tượng Quan Công Ngự Rồng hay còn gọi là Cưỡi Rồng đấy ạ, là một trong những mẫu tượng độc đáo hơn cả. Tượng Quan Công tọa long hay còn gọi là ngự rồng mô tả hình ảnh quan thánh ngồi trên lưng rồng hoặc là đang dáng đứng chống đao rất là tuyệt vời, với một cái tâm thế hiên ngang kiên cường bất khuất, mắt trừng dữ tợn, tay nắm chắc lấy thành lòng đao. Hình tượng quan vũ ngự rồng mang ý nghĩa phong thủy trấn trạch, nó cũng là sự sáng tạo độc đáo của người nghệ nhân của làng Đông Giao Cầm Giàng Hải Dương khi đã thổi hồn vào một tác phẩm Quan Công Cưỡi Rồng rất là tuyệt vời. Tượng đục tay hoàn toàn trên một khối gỗ hương đá hàng làm tứ diện rất là tuyệt vời. Các chi tiết đều được gia công với sự hoàn thiện rất là tỉ mỉ và công phu, hàng làm canh bong rất là tuyệt vời. Và biểu tượng Quan Công Ngự Rồng dùng thích hợp với những bác nào chúng ta làm về kinh doanh cũng như là chính trị, hoặc là nhà các bác chúng ta cần có những cái bức tượng để trấn trạch và gia tăng uy lực của gia chủ, trấn áp hết những cái vận đen khí xấu và đề phòng tiểu nhân gièm pha hãm hại. Và đây được coi là một bức tượng trấn trạch trừ tà, uy lực mạnh mẽ nhất trong tất cả các cái mẫu tượng phong thủy tuyệt vời. Chính vì thế mà Quan Công luôn là một trong những bức tượng mà được rất là nhiều gia đình lựa chọn để trưng bày và thờ cúng. Và ngoài ra thì khi mà các bác chúng ta trưng bày một bức tượng tuyệt vời thì chúng ta cần lựa chọn một cái vị trí làm sao mà để ở trong nhà sẽ đem lại hiệu quả phong thủy tuyệt vời nhất các bác nhé. Ở đây là Quan Công Ngự Song Long luôn các bác nha, hai rồng luôn ạ, và đều được làm rất là kỹ và sắc nét. Và rồng là một trong những bức tượng linh vật thu hút rất là nhiều tài lộc, may mắn và đem lại rất là nhiều vượng khí tốt cho gia chủ, rất là thích hợp cho những bác nào tuổi rồng nữa ạ. Và đây là một tác phẩm tuyệt vời. Nếu như các bác chúng ta quan tâm đến sản phẩm này, các bác hãy liên lạc với Sưởng Tượng Gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 0355678885 hoặc số 0868688137 để được tư vấn các bác nhé.